Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá chế độ đấu trường chân lý mùa 2 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình siêu bá đạo thôi nào. Rồi, sau một hồi đấu đá thì chúng ta đã giành giật được cái thiên vàng. Wow, anh em cạnh tranh nhau quá nhờ. Đúng là đánh xếp hạng có khác. Thiên vàng luôn luôn là cái trang bị anh em ưa thích, cực kỳ ưa thích luôn. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Mình phải tranh giật, tranh giành đấm đá mãi mới lấy được. Ok, tôi cả không biết là ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Khởi đầu với Brum à, băng quốc hộ vệ. Để coi. Giờ mà quyết định sớm một cái đội hình gì đấy thì nó là điều không thể. Để xem nào, kiếm khách nhân tạo à. Kiếm khách, đội hình kiếm khách bây giờ anh em chơi cũng khá là đông. Ánh sáng à? Là ánh sáng à? Cường ánh sáng sao? Chơi ánh sáng nhiều quá à? Đây là không chơi, nó cũng bắt phải chơi đây anh em. Này, mình xem mình chơi có đội hình gì hot không nhở? Hay là chơi cát nhở? Chơi cát có cát sống này. Giờ là khá là nhiều anh em chơi cát đây. Nhà nhà chơi cát, người người chơi cát. Người ta gọi là nghịch cát. Đúng thật. Dạo gần đây thì cái đội hình cát nó nổi lên như cồn vì nó mạnh quá. Nhưng mà chúng ta đã đủ được 4 cát thì nó giảm 90% giáp rồi mà. Đánh vài cái bốc hơi hết. Vì diệt cái đội hình hộ vệ của mấy cái ông châu chó. Game này tao chơi mạnh thú. Ok, tao cũng vậy. Thằng nào có ý định chơi thì bỏ đi. Khá là quyết đoán. Là anh ta có 3 mệnh thú đầu game cho nên là mạnh dạn đấy. Chưa có rừng, chưa có tự nhiên à? Hay là chúng ta giờ mình cũng chưa có một cái đội hình gì hoàn chỉnh đấy anh em. Đã có cái gì cả. Mệnh thú không ra mệnh thú, rừng không ra rừng, pháp sư không ra pháp sư. Chả được cái thực sự gì. Á à? Còn một vòng nữa. Bây giờ vòng này vòng đánh nhau rồi. Ok, băng quốc. Như đây, răng đấu tập à? Được. Đây rồi, mau cai đi rồi. Lệp lăng 2 luôn. Tuyệt vời. Xem, lại vây nè. Ra nhiều ánh sáng thì mình chơi. Còn công gia thì thôi bỏ. Có thể mình sẽ chơi tầm khoảng 3 ánh sáng kết hợp với cả một cái đội hình gì đấy cho nó ổn áp. Giờ là chúng ta có Leblanc 2 này, nó khỏe trâu lắm, mạnh lắm. Mong là nó sẽ nhân bản hai con Leblanc. Biosugi luôn này. Biosugi chơi mạnh thú đúng cạnh tranh thật rồi. Ôi hai Leblanc thì thua nha Biosugi ơi. Úi dồi ôi, đội hình của BCG cũng lên cấp độ 4 luôn. Mình thì mới cấp độ 3 thôi. Nhưng mà có cái hệ rừng thì nó nhân bản một cậu vị tướng bất kỳ. Đấy là một lợi thế mà chúng ta không cần nâng cấp. Nhưng mà đội hình có một con 2 sao rồi. Nâng cấp lại thắng đốt máu tem bạn nữa thì khổ. Của ánh sáng ơi. Là ánh sáng như này là không chơi là hơi phí nha. Không chơi là hơi phí. Zana sớt với cả váy nè. Mà cũng không sao cả anh em. Mấy cái con một tiền mà chúng ta lên 2 sao thì bán lúc bán đi thì nó sẽ không bị lỗ. Cho nên là mình cứ để đấy thôi. Càng nhiều 2 sao ở giai đoạn đầu thì anh em càng giữ máu tốt. Mà nó lại hợp được hình đó thì ăn là mẹ là ý. Ui ông này cũng chơi ma cây à? Cũng chơi ma cây anh em. Bây giờ để xem ma cây của anh mạnh hơn nhá. Mày mà có mọc cai 2, mình thì có Leblanc 2. Ok, được. Leblanc gây khá nhiều sát thương với cái nhân bản của nó. Làm pha thắng chuỗi liên hoàn nhỉ? Úp cấp luôn nhỉ? Ui, có thread này.
Mau cai này. Mình sẽ thu thủ chút, có gì chuyển sang pháp sư còn dễ. Vì mình lỡ lên con Leblanc 2 mất rồi. Bán đi hơi phí. Với cả bây giờ chúng ta cũng có được 3 pháp sư. 3 pháp sư cũng được. 3 pháp sư thì lại hơi hên xui một chút. Ai đây? KHANG. Đội hình có tự nhiên thôi, chưa có rừng. Chắc là anh ta sẽ bị thua. Cố lên nào. Ok, 3 trận thắng lên tỏi. 3 trận thắng lên tỏi. Rồi. Tuyệt vời. Đi chợ trong một cái túi đầy tiền. Với 3 trận thắng liên tục anh em. Xem nào. Mình nên lấy cái gì đây? Chắc mình không còn nào lựa chọn rồi. Đợi anh em lấy hết. Ra đi chợ này thì không có thiệp vàng. Lấy gì đây? Đây rồi. Mình sẽ lấy găng đấu tập. Ui, mình sẽ ghi lấy luôn à? Mình sẽ lấy cái giáp này vậy. Đâu quên nó mất rồi. Đâu rồi? Đây. Vladimir. À chóc này. Ánh sáng hay pháp sư? Có Vladimir luôn. Căng thật đấy. Vladimir 2 thêm Achok này. Ngửi cây nữa chứ. Khó thế. Để thắng thì mình sẽ bán mau cai. Con trông con. Đội hình 3 ánh sáng thôi à? Hả? Hôm nay là anh em lên level 5 hết rồi. Không lại... chơi có 3-4 người thế này. Ừ, người tôi có vẻ hơi đông thì phải nhở. Hơi đông thì phải. Bán một cái đi. Có gì tính sao? Red 2 này. Do Rick luôn chứ. Ánh sáng triệu hồi à? Ánh sáng. Con này ánh sáng gọi hơi căng anh em ơi. Gọi đúng là căng thật đấy. Nhìn đang muốn chơi pháp sư. Ánh sáng như này thì chết tôi rồi anh sáng ơi. Hôm nay thì có 2 sát thủ, 2 set với 2 băng quốc. Mày này. Ok, 20 tiền liền. Cũng như là anh nào thích mình xem, thích xem mình livestream mỗi ngày thì có thể xem ở kênh bên dưới nhá. Mình có lập một cái kênh chuyên về livestream thôi. Anh em mà yêu quý mình cũng như là muốn theo dõi mình livestream, mình sẽ cố gắng livestream thật là nhiều cái kênh phụ này trong cái thời gian sắp tới. Mình sẽ để link kênh bên dưới nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình xem trực tiếp những cái giao bán luôn. Cho anh em xem giao bán trực tiếp luôn. Nhiều anh em ở dạng dựng. Thực chất là không có dàn dựng ở toàn bộ video mình làm cho nên chưa có một video nào dàn dựng hết nha anh em. Anh em nào muốn mà xem trực tiếp ấy, tem view luôn qua kênh phụ của tôi. Nhiều ông bảo dàn dựng hơi bực tí nhưng mà không sao. Kệ mấy anh em. Xem được thì xem, không xem được thì xem.
Ok. Nhớ nha anh em, đừng quên là subscribe kênh phụ cũng như là ấn thêm quả chuông để nhận thông báo mỗi khi mà mình livestream hay là đăng những cái video mới nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Pháp sư này. Ok, chuyển sang ánh sáng đi. Chẳng lẽ lại bỏ con Vla? Bỏ con Vla thì bán được có 3 tiền à? Bán 3 tiền. Úp cấp luôn. Trời khô máu luôn anh em. Làm chuỗi thắng nhá. Chúng ta có lợi thế mà. Đã phải chơi áp đảo luôn. Vladimir ánh sáng. Hơi tấu hài chút. Ok. Thắng liền. 5 ánh sáng rồi. Vay nè. Rồi mua bớt đấy. Giờ ta vẫn chưa được cho King Red ánh sáng của ta. King Red ánh sáng thì chúng ta sẽ có được. Đây để cho nó này một cái cung nữa. Làm gì thì làm. Nên cái ánh sáng chúng ta có thêm cung thủ, nhưng mà mình thấy là cái con này, Vladimir 2 sao này thì nó chống chịu mạnh hơn. Cố lên nào. Ui, thả bọ được rồi, thả bọ được rồi. Có Anie rồi. Ok. BUC đã có được Anie. Biết anh ta chơi hai gấu đúng không? Chắc là chơi hai gấu hay là chơi gì đấy. Thua rồi. Đánh mấy con bọ hơi lâu nhỉ. Đánh mấy con bọ hơi lâu. Đất à? Ánh sáng. Trời ơi, trận này mà chơi mình mà chơi pháp sư đúng đẹp luôn đấy. Mình lỡ lắp cái ấy mất rồi. Pháp sư Manfi. Quá tuyệt vời. Cái được với cả bốn nước thì không còn gì chê nữa. Bóng tối à? KHNG chắc là chơi bóng tối đây. Nhìn qua là biết ngay. Ma ra đồ khá đẹp. Ui, thả nhiều bọ đấy. Thả nhiều bọ đấy. Ok. Bây giờ thua mỗi build gì à? Đi chợ thôi nào. Lấy gì bây giờ đây anh em ơi. Mình không có lựa chọn mà. Ok, vậy thì mình sẽ lấy cái áo trong bạc. Lấy áo chóc cũng được, lấy lên 6 ánh sáng cũng được. Nhưng mà cái áo trong bạc này quan trọng lắm anh em. Cần thiết trong cái đội hình của mình. Đấy, áo chóc có ngay mà. Mang cái này đi. Cho LeBlanc ánh sáng. À, cho Kim Red ánh sáng đi nhỉ. Đấy. Tiện thể tích tiền. Ok, con dê. Ok, con dê. Cát à? Có nên chơi cát không đây? Ra khá dích với cả Azil luôn này. Azil với cả Azil luôn chứ. À, mua thủ đã.
cứ mua thủ. Ui mà phải trâu thế. Không may là con bay này của mình nó bắn theo 100 máu thì nó đỡ thốn đi chút. Ôi mạnh thú đau thế. Thú thì tôi không lại được rồi. CV luôn này. Trời. CV Zanna. Rồi tôi có 3 cát rồi đấy. Mẹ đủ chen. Đủ chen chơi cát bây giờ nhỉ. Có nên không nào? Mua đi. Ui nhiều ông chơi hộ vệ quá, chắc mình phải chơi cắt kết hợp với cả ánh sáng quá anh em. CV ánh sáng biết ổn không nhở? Ui nó gõ kìa rồi ánh sáng của mình. Ui ép view đồ đẹp thế. Bắn xong lại bắn tiếp à? Bắn có tỷ lệ chiếm mạng đấy chứ. Ui ra CV 2 luôn kìa. Ủa. Đùa tôi à? Đấy nhiều hộ vệ lắm anh em. Tao lại cũng cho anh dáng cạnh tranh này. Hai cái diệt khổng lồ. Căng. Hai cái diệt khổng lồ thì quá căng luôn. Bắn thủng giáp mấy người kia luôn. CV ok thấy đồ gái không có tiền à, từng có tiền mình mua chứ chị ông tôi gọi thằng sẽ bán kinh vét đi cho CV vào nhỉ. Đấy. Lấy anh ấy kiếm khách thêm nữa. 6 6 ánh sáng kết hợp với cả 4 cát. Để coi. Đây là quyết định cuối cùng của mình. Mình sẽ lắp cái tĩnh lặng. Khắc chế cái bộ pháp sư. Bốc cấp mình sẽ cho Kha'Zix vào. Và sau đó sẽ có được 2 cát. Và mình sẽ ghép cái căng đấu tập cho nó. Ổn không anh em? Như mờ. Never say die. Kinh. Ui nhiều máu thế. Nhiều máu thế. Căng rồi. Hai chóc hai này được. Đấy Kha'Zix được luôn, tuyệt vời. Giờ là chúng ta còn 2 slot nữa đúng không? 2 slot nữa mình sẽ cho Azil với con cá sấu vào nữa là ổn. Nhưng mà trụ được nữa lúc đấy có hay không này, trụ được mới là thiên tài này. Cố lên nào anh em ơi. Kha'Zix. Ui. Ừ hên. Mày. Đâu đây này, ủa, 4 cát luôn à? Ai chơi 4 cát chứ nhỉ? 4 cát thì nó lại vàng, nó mạnh, nghĩ là nó mạnh hơn hệ ánh sáng đấy á. 4 cát với cả 3 ánh sáng luôn nhỉ?
Đây, đặt tinh thần cho mày đi. Thằng Doric như là một nhân tố rất là quan trọng trong cái đội hình của chúng ta. Không thì có thể tân sau mình úp cấp lên cho lại lên 4 cát cũng được. Cho nên 5 ánh sáng. Đây. Tính lặng toàn server đây. CV kìa, nó này kìa. CV chết rồi. Chết là hết. Ui. Càng đây. Càng đây, càng đây. Tôi chỉ còn có 49 tiết thôi. Giờ lấy được cái gì thì lấy. Thì vàng chắc chắn là mất rồi. Master Z này. Master Z cũng được. Master Z chúng ta chơi 4 nhóm khách. Mất luôn anh em ạ. Chán thế. Lấy đại thằng Gazik kìa đi. Chứ có gì lên Gazik 2. Thế là cái trang bị lớn nó bay ra hay là trang bị nhỏ nó bay ra nhỉ? Chả biết nữa. Nhưng mà chúng ta lên được Kha'Zix ấy. Đây này. Rồi, mất trang bị luôn à? Mất trang bị luôn à anh em? Đùa à? Mất một cục kháng phép à? Ai vậy? Kháng phép của tôi đâu? Ui. 4 cát này. Kháng phép tôi còn cho cái cùng cung chứ. Mất luôn à? Xong thật rồi. Đây là con Kha'Zix 2 mà không ăn thua. Có lẽ nào. À đây rồi, đồ đây rồi. Nhưng mà nó nhả cái đồ nhỏ ra chứ nó không nhả đồ lớn anh em. Mẹ cay thật. Xong rồi rồi. Xong thật rồi bu em ơi. Bắn về nghe. Đây. Nó có 5 ánh sáng. Sáu ánh sáng. Giờ lên cấp độ 9 là hơi khoai này. Không biết trụ được lên cấp độ 9 hay không đây. Ôi, nó bắn kìa. Á đau. Ôi. Càng thế là BOC còn nhiều máu ấy nhở. Lật kèo luôn nhá. Mà mình là kẹt cái đồ kia nó mới mình bị dị hợm nhỉ. Chán vãi. Anh nào yêu thích bất kỳ một đội hình gì trong chế độ đấu chơi lý thường thì hãy đừng quên là bình luận phía dưới cho mình nhá. Mình sẽ làm cho anh em xem. Mình sẽ làm cho anh em xem. Huyết kiếm này. Để cho Azil đi. Để đánh Azil. Zack. CV. CV. Ui. CV luôn này. Cùng cung luôn này. Được được.
câm lặng toàn server. Lắc 2 Kha'Zix. Giờ chúng ta úp cấp thêm ánh sáng và đã là ok ngay. Cố lên là CV. Chết luôn. Đừng có thu mà. Lại thua. Sắp chết mất rồi. Giờ chỉ có CV3 nó carry được thôi. Tôi không còn cái dự định nào nữa. Đây. Nếu mà chúng ta không lên CV3 cái tên này có thể mình sẽ bị thua luôn. Câm lặng toàn server, câm lặng toàn server đấy. Ok. Cho KHANG đi luôn. Đi luôn anh em ơi. Đi luôn anh em ơi. CV3 sao nó phải khác biệt chứ. Đâu gì đây? Ừ lấy Zoric cũng được, lấy Zoric. Zoric lên 2 luôn. Đồ cũng ok con dê luôn. Chuẩn bị lật kèo nào. Comeback thôi nào. Này lắp cho con này là do Rick 2 rồi. Mình cũng tính lấy cái nó set ấy đắp cho do Rick cũng được. Nó lên tại vì khắc chế với cái thằng pháp sư. Ok. Giờ để tiến úp cấp thôi. Đội hình này đội hình chuột leo rank cho anh em luôn. Khi mà anh em đã địa được map. Địa map là không ai chơi pháp sư cả. À không ai chơi vậy. Chơi cát cả. Thì anh em có khả năng lên CV3 cực kỳ sớm. Đây mình tôi phải sử dụng Nico đấy. Đây rồi gặp Yusugi đây rồi. Anie pháp sư đây. Cũng được. Cũng được. Ui câm lặng toàn server anh em thấy không. Câm lặng toàn server là có thật. Cầm lặng hết 10.000 đam. Gắt đây. UBC thử hai con lắc rồi kìa. Căng nhờ. Ôi lắc nước thì tôi chịu rồi. Giờ chỉ có cần còn cách tích tiền mới comeback được thôi. Lên 6 ánh sáng mới mạnh được thôi. Còn không thì chịu. Ok ông này chắc là tôi ăn được. Cái gì ném mấy hồi.
hai kiếm khách nhưng mà có ánh sáng nó bút cực kỳ nhiều ánh sáng nha anh em. Đây có ánh sáng chết đi ấy, từ cái của con Zoric ấy. Bút cực kỳ nhiều ánh sáng, à bút cực kỳ nhiều tốc độ đánh cho con CB này. Rồi luôn, rồi luôn. 20 tiền rồi. Cái gì đây? Hộ vệ à? Hộ vệ à anh em? Chưa. Hộ vệ thì chúng ta cho con thế nào bây giờ? Bây giờ hay là cho Kha'Zix đi. Kha'Zix hộ vệ. Anh thấy dễ chết kia chưa? Còn 15 tiết thôi. Ui. Được luôn ngày ấy này, BCG được cái ấy luôn này. Kiếm súng hashtag luôn. 30 tiền rồi nha. 40 tiền. 38 à. Cái này là mình phải cho Narset vào. Còn cái này là cho hộ vệ, không lắp được cho Zoric thì vậy chúng ta phải cho con Kha'Zix đi nhở. Kha'Zix nó trâu rồi đi, nó cào lên tọa hết nhở. Ok. Nếu mà thắng tên này thì có thể mình sẽ thắng luôn cả trận đấu. Nếu không chúng ta sẽ bị thua. Đây rồi, gặp ánh sáng bước trước, ông này mình thua này. Ông này mình thua này. Lúc đấy là mình chưa có Zoric 2. Nhưng lần này chúng ta có Zoric 2 rồi. Xem ai mới là ánh sáng real. Mặc dù tôi chỉ có 5 ánh sáng thôi. Cố lên. Ui Azim nó chích kìa anh em. Chích thốn đấy. Ui bay bốc hơi luôn. Rồi nha. Rồi trận đấu của chỉ còn có tôi với gặp Usagi thôi. Úp cấp liền, úp cấp liền. Tội hình mắt binh. Mắt binh rồi anh em. 6 pháp sư, 2 đất, 3 triệu hồi, 3 lửa, 3, 2 nước, 2 bóng tối, 2 hộ vệ. Kinh vậy Biusugi. Xem tôi có lại Biusugi không nha anh em. Nếu mà cầm lặng được toàn server thì chúng ta có thể thắng. Nào. Cầm lặng đây, cầm lặng đây. Tĩnh lặng toàn server nào. À vẫn ăn được, vẫn ăn được. Ok ok ok. Rồi luôn, rồi luôn. Quân của tôi bây giờ khúc trái biết làm được cái gì nữa. Giờ có thay hai biên vào không nhỉ? Thôi hai biên không không ok lắm, bằng 6 ánh sáng đâu. Rồi giây phút quyết định. Đây là chúng ta có thể chiến thắng hay không? Thắng hay không? Anh em tương tàn rồi. Ừ mày quá không được hút, mày quá không được hút rồi. Ok ok. Ui đúng là câm lặng toàn server. Câm lặng toàn server. Và chắc chắn trận đấu này thì sẽ kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video này của mình. Đừng quên like và ký kênh để có thể ủng hộ mình nhớ nữa nha. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt.